Vạn vật đều nói pháp cho mình, hễ hiểu rõ thì mới buông bỏ được, không hiểu rõ thì cứ mãi chấp trước. Trong Kinh Hoa Nghiêm có dạy rằng Phật thì hiện bách thiên ức chủng âm thanh vì chúng sanh diễn thuyết diệu pháp, nghĩa là Phật thì hiện trăm ngàn ức loại âm thanh để diễn nói pháp màu cho chúng sinh. Chúng ta cần giác ngộ tất cả các âm thanh trên thế giới, vì tất cả đều là tiếng thuyết pháp, rằng khê thanh tận thị quảng trường thiệt, sơn sắc vô phi thanh tịnh thân, nghĩa là suối reo là tiếng lưỡi rộng dài, non xanh là bóng thanh tịnh thân. Tiếng âm thanh của con suối, con lạch giống như tiếng nói từ lưỡi rộng dài của Đức Phật diễn thuyết diệu pháp. Màu xanh của núi cũng chính là màu của thanh tịnh pháp thân, khiến kẻ trông thấy sinh lòng hoan hỷ. Nếu hiểu được triết lý này thì trên đời tất cả mọi thứ đều đang nói pháp cho mình nghe. Người thiện nói pháp thiện, người ác nói pháp ác. Con ngựa thì nói pháp con ngựa, con trâu thì nói pháp làm trâu. Chúng là mình hiểu nguyên nhân làm thân ngựa thân trâu, thì ra những con ngựa con trâu này kiếp trước là kẻ không hiếu thảo với cha mẹ, không cung kính với sư trưởng, hoặc không muốn nghe lời cha mẹ ân sư giáo huấn, quay lưng nghịch lại cha mẹ ân sư, nên giờ đây sinh ra làm loài súc vật, chúng không thay đổi gì mấy. Nói tóm lại, trì ngũ giới và hành thập thiện thì được sinh làm người hay lên trời, khi có tham sân si thì bị đọa ba nẻo ác, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Con mèo đuổi bắt con chuột, con cọp rượt ắt con thỏ, kẻ mạnh hà hít kẻ yếu, tất cả đều nói pháp cho mình nghe. Sự gì cũng đều có nhân quả của nó, mỗi việc đều có lập trường riêng, đều nói lên pháp kỳ diệu cho mình nghe. Ông thầy thì nói pháp của ông thầy, học trò thì nói pháp của học trò. Vị tỳ kheo thì thuyết pháp của vị tỳ kheo ni thì thuyết pháp của vị tỳ kheo ni. Hữu tình thuyết pháp, vô tình cũng thuyết pháp. Nếu nhận thức được thì núi xanh, mây trắng, bông vàng, trúc biếc, vạn sự vạn vật đều thuyết pháp cho mình nghe cả. Kẻ thổ phỉ đi ăn cướp tài vật của người khác là bởi vì trong quá khứ y từng bị kẻ khác cướp nên bây giờ tới đòi nợ. Nếu xưa không bị người cướp mà bây giờ đi cướp của người thì tương lai y sẽ bị người cướp lại. Đó gọi là luật hoàn trái, tức là trả nợ. Đây là đạo lý chân thật về sự báo ứng trong vòng tuần hoàn nhân quả. Do đó, làm người mình phải biết tránh đại quang minh, đại công vô tư. Đại công nghĩa là việc chung, vô tư nghĩa là không có lòng ích kỷ tư vị riêng. Bất cứ mọi nơi, mọi lúc mình không nên nghĩ cách chiếm tiện nghi, không chịu thua thiệt. Thật sự thì chịu thua thiệt là cách để được tiện nghi. Phải nhớ lấy, quý vị hãy ghi nhớ lấy, đừng nên để chiếm tiện nghi, mình phải nhường cho người khác chịu thua thiệt đi. Khi được tiện nghi mà mình không nhận, mình nhường lại cho kẻ khác, thì đó chính là mình tồn giữ cái đức. Mọi người phải làm đúng với những cương vị, tận tình vì chức vụ của mình. Đừng tham những thứ mình không xứng đáng hưởng, đừng uống quá lố những thứ rượu chè, đó cũng là thuyết pháp vậy. Nên nói, thanh thanh thúy trúc tổng thị pháp thân, uất uất hoàng hoa vô phi bát nhã, nghĩa là xanh xanh trúc biết đều lộ pháp thân, lấp lánh cúc vàng, không chẳng bát nhã. Mình phải quan sát tất cả mọi sự việc như vậy, hễ hiểu rồi thì hãy buông bỏ mọi thứ, không hiểu thì sẽ mãi chấp trước. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi Sô ha ha.